Em vì cưới cháu bác. Các bác nào đang có tầm tài chính khoảng độ 200 triệu thì các bác không nên bỏ qua thước phim của em Việt Cường nhá. Em Việt Cường đang có một chiếc Kia Morning Van sản xuất năm 2015. Đó, chiếc xe này nhập Hàn các bác nhá. Đó, tầm tài chính hơn 200 triệu một tí tí thôi thì em Cường sẽ lên sóng cho các bác ngay sau đây ạ. Và đặc biệt hơn, các bác nào đang có cần tìm những chiếc xe cũ, xe nước đã qua sử dụng đều có thể là ấn follow kênh YouTube của em Việt Cường để em Việt Cường đăng xe lên thì các bác có thể là theo dõi được luôn các bác nhá. Và ngay sau đây thì em Việt Cường xin phép mời các bác theo dõi chiếc xe con mày nhỏ của em Việt Cường ạ. Em Việt Cường xin phép giới thiệu các bác, trước mặt chúng ta đây là chiếc Kia Morning Van bản 1.0 nhập Hàn sản xuất năm 2015. Chiếc xe này mang ngoại thất màu đỏ, một chủ sử dụng từ đầu các bác nhá. Đấy, 29D07187 là số biển số của chủ cũ và chiếc xe này các bác ạ. Đó, hệ thống cụm đèn của xe đây không có gì là nổi trội cả. Đó, nhưng có đèn phá xương này. Đó, đèn phá xương này đã được thay thế này. Đó, sẽ sáng hơn, mũi hổ thương hiệu rồi, nhà Kia rồi. Đó, đây, chất lượng của chiếc xe này cực kỳ mới luôn này các bạn ạ. Nốt còn khá là dày này. Đó, cái la răng của bản này thì là lá răng sắt cơ, nhưng mà đã được anh chủ cũ độ lên rồi, 4 nốt rồi. Đó, được la răng đúc phay rồi. Đó, khá là ok. Với một chiếc xe như thế này, đó, 209 triệu em Cường đang bán chiếc xe này các bác nhá. Đó, về mưa này, chống ngố kính này, bản nhập. Năm ngoái tầm thời điểm này thì em Cường cũng đang có 2-3 xe Kia Morning Van. Thời điểm đấy đã bán tầm là 250 đến 260. Đấy, nhưng mà đến năm nay thì bây giờ chỉ còn 209 triệu thôi. Đấy, các bạn sở hữu rồi, có camera nùi này. Đấy, gầm xe thì khá là sáng. Đây, để cho các bác xem này. Đó, với những chiếc xe nhà về nhà em Việt Cường thì sẽ phải đánh bóng, dọn thất và rửa cốp không máy. Nhưng mà chiếc xe này thì em Việt Cường là em mới dưỡng nốt thôi, còn vẫn còn bụi bẩn nguyên các bác ạ. Đây, lại gần đây này, em cho các bác xem. Dòng nhập này thì lại không có lốp sức cua, mà đi theo đó thì là cái bơm của xe ạ, chứ lại không có lốp sức cua. Đó, đây, cái ghế, bộ ghế này là bộ ghế Trường Hải. Đó, ốc ác này, keo chỉ của xe. Đó, 2015 đến giờ là gần như là 8 năm, gần 9 năm sử dụng rồi, mà chiếc xe này đi có đâu đó hơn 6 vạn rồi, các bác có tin được không? Thế nên em Cường, chính bản thân em Cường mua được những chiếc xe như thế này, em Cường còn hơi ngỡ ngàng một xíu. Đồ thì vẫn còn nguyên trên xe, các bác có nhớ mốc không? Đó, chê ở điểm chê ở chiếc xe này đó là chủ mua về đi khá ít nên là để mốc rồi. Đó, đây, bản van này nó sẽ có là cửa cơ xoáy. Đó, chứ không phải là chỉnh điện. Nếu mà thay thế thì vẫn thay thế được các bác nhá, thay thế nên kính chỉnh điện là bình thường. Và bên trong này, một chủ sử dụng từ đầu. Đó, ghế này khá là căng. 20 năm các bác nhá, 20 năm thì bản này của nó là đã có hệ thống cân bằng điện tử này, cộng với lại gạt mưa đằng sau. Đây, camera nùi. Đó, em sẽ nùi xuống. Cần vô lăng của xe đây. Xe đi 6 vạn 4. Nhiều khi cũng không tin được là xe đi ít như thế, nhưng mà thực sự thì với chiếc xe này em vừa về trưa ngày. Đó, màn hình này có cam trình hiển thị tốc độ này, cộng với lại Google Maps, với lại YouTube đầy đủ cả rồi. Đó, như một cái điện thoại thông thường luôn. Hệ thống điều hòa của xe em bán 209 triệu thôi, thì có nộp có thương lượng cho các bác. Các bạn đang có quan tâm thì có thể là nhấc máy alo cho em Việt Cường số điện thoại là 0964 770 828. Em Cường thì luôn luôn đổi trả xe cho khách hàng các bác nhé, ở mọi miền tổ quốc. Đó, em cũng mới bán một chiếc Hyundai Santa Fe về Quảng Bình, Quảng Trị ạ. Ra ngoài thì em cho các bác xem về phần khoang máy. Đây là khoang máy động cơ của chiếc Kia Morning các bác ạ. Bản 1.0 nhập Hàn này là chung máy với lại cùng với bản 1.0 mà nội địa Hàn Quốc các bác nhá. Đó, bản nội địa Hàn Quốc thì em thấy là các bác được ưa chuộng hơn cái bản nhập Hàn này, nhưng mà máy móc thì chung nhau. Đó, với chiếc xe này chất lượng của em Cường thì còn 5 vạn
6,4 thôi. 6,4 một chủ sử dụng từ đầu các bác nhá. Đấy. Đây là em về em sẽ dọn rửa lại hết mấy cái phần này để cho nó sáng hơn, đẹp hơn. Dành tặng cho các bác. Đấy. Các bạn đồng quan tâm thì 209 triệu em cờ năng chào bán chiếc xe này, có thương lượng thêm cho các bác. Đó. Các bác nào cứ nhận ngay lên số điện thoại của em Việt Cường là 0964770828. Em Cường luôn luôn hỗ trợ các bác về mua xe, bán xe hay đổi trả xe các bác nhá. Và bây giờ thì em Cường xin phép kết thúc video ở đây. Xin kính chúc các bác nhiều sức khỏe, bình an và gặp tràn hạnh phúc. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bác.